Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, smartphone đầu tiên dùng Snapdragon 8 Gen 4. Và mùa thu này thì nhiều người hâm mộ công nghệ đang nóng lòng chờ đợi Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Gen 4. Và mới đây thì một thông tin đã tiết lộ thú vị về chiếc smartphone đầu tiên sử dụng vi xử lý này. Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, 8 Gen 4 sẽ có kiến trúc lõi 2+6, trong đó thì hai lõi hiệu suất cao có thể chạy ở tần số xung nhịp lên tới 4.0GHz, mang lại sức mạnh xử lý ấn tượng. Con chiếc này cũng được dự đoán đạt hơn 2.700 điểm trong bài kiểm tra lõi đơn và 10.000 điểm trong bài kiểm tra đa lõi. Với những thông tin rò rỉ này thì người hâm mộ đang đặt cược rằng Xiaomi và OnePlus sẽ là những thương hiệu đầu tiên sử dụng con chip này cho các flagship mới của mình, và cụ thể hơn là Xiaomi 15 và OnePlus 13. Những chiếc flagship sẽ được ra mắt vào giữa tháng 10 tới. Tin tức tiếp theo, con chip 8 Gen 4 lộ hiệu năng gây sốc. Mặc dù chính Qualcomm vẫn giữ bí mật về thông tin vi xử lý 8 Gen 4 sắp ra mắt, nhưng những tin đồn và nguồn rò rỉ thì liên tục xuất hiện xung quanh. Mới đây thì một đoạn video được chia sẻ trên nền tảng Bilibili của Trung Quốc đã cho thấy một chiếc smartphone đang chạy kiểm tra bằng phần mềm AnTuTu sử dụng con chip 8 Gen 4. Đáng chú ý là sản phẩm này chỉ đạt được hơn 1,7 triệu điểm. Con số này thậm chí thấp hơn cả những chiếc smartphone sử dụng 8 Gen 3 ở hiện tại. Tuy nhiên thì đây chỉ là phiên bản thử nghiệm với dung nhịp CPU ở mức thấp, nên hiệu suất chưa thể hiện được sức mạnh thực sự của con chip. Quan trọng hơn, video này đã xác nhận cấu trúc nhân của 8 Gen 4, gồm 2 nhân hiệu năng cao Phoenix M và 6 nhân tiết kiệm điện Phoenix L. Đây sẽ là một điểm nhấn đáng chú ý của dòng chip mới, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vượt trội về hiệu suất và tuổi thọ pin cho các flagship. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, lý do Apple và Samsung keo kiệt về khả năng sạc nhanh. Trong bối cảnh công nghệ smartphone không ngừng phát triển, cuộc tranh luận xung quanh việc sạc nhanh đã trở thành tâm điểm giữa Apple và Samsung, mặc dù các thương hiệu như là OnePlus, Oppo hay Xiaomi đã vượt qua các ranh giới về tốc độ sạc, nhưng hai ông lớn nhất trong ngành đã chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên về độ bền và tuổi thọ pin. Apple chọn tốc độ sạc nhẹ nhàng hơn để bảo vệ sức khỏe pin, trong khi Samsung tối ưu hóa việc sạc và tuổi thọ pin thông qua các công nghệ như là USB Power Delivery 3.0 và tính năng bảo vệ pin. Hiện tại, đây vẫn được coi là chiến lược đúng đắn và có lợi thế cạnh tranh lâu dài. Khi người dùng nhìn thấy sự bền bỉ và đáng tin cậy của pin, họ sẽ gắn bó hơn với thương hiệu, qua đó cải thiện doanh số và hình ảnh của Apple cũng như Samsung. Điều này có thể coi là một nhượng bộ ngắn hạn về tốc độ sạc, nhưng lại mang lại lợi ích bền vững trong tương lai. Với sự chú trọng vào chất lượng và độ tin cậy, Apple và Samsung đang khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường smartphone khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên tính bền bỉ của các sản phẩm công nghệ. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.